Rồi chào anh em nuôi ong nhá. À, anh em chú cháu nhà tôi đang chuẩn bị đồ nghề dụng cụ để khai thác ong nhá, khai thác mật hoa bạch đàn. Vòng này là vòng thứ hai. Thì đầu tiên là đang chuẩn bị cái công tác là bình xịt khói nhá, bình xịt khói. Để hướng dẫn là các bác nào mới chơi luôn nhá. Thì mình cứ mở nắp nó ra. Mình kiếm giấy đốt nó vào. Xong bắt đầu một tay bóp vào cái lá gió bên này này để cho nó thổi nó cháy giấy ở trong này lên. Xong bắt đầu mình bỏ cái chấu vào. Bỏ chấu vào là ok nhá, là sẽ tạo ra khói nhá. Thế còn xốp tân ánh nhá các bác nhá. Đủ hết các vật tư phụ kiện để phục vụ cho nuôi ong và khai thác ong. Ví dụ như hôm nay đi khai thác thì sẽ cần áo liền mũ này. Đấy, áo liền mũ sau tôi sẽ mặc sợ ong đốt lắm. Thế còn các bác đây là toàn là thợ nuôi ong chuyên nghiệp rồi, quen với ong rồi. Hầu như là sẽ không đốt. Cái áo liền mũ này hoặc là cái mũ không nhá, mũ không này nữa. Rồi dao cắt bít nhá, dao cắt bít. Nói chung là tất cả những cái phụ kiện để cho nuôi ong và khai thác mật, bình xịt khói nhá. Thế đây là mấy em chú cháu đang chuẩn bị công tác chuẩn bị đây. Dùng thùng quay 4 cầu, quay ni tâm, không phải lật cầu nhá. Đó, quay 4 cầu. Rất là êm nhá. Hôm nay là dự tính là khai thác khoảng hơn 90 đàn. Hơn thế này. Địa điểm khai thác mật của bên trại ong số mình là ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nhé. Xã Minh Đức, ở khu mỏ thổ nhá. Toàn bộ cái khu này là có cái dãy núi mà toàn bộ là bạch đàn, bạch đàn. Bây giờ đang là mùa hoa bạch đàn nhé. Đây, toàn bộ là bạch đàn hết. Cái này phải có quả lai cam quay từ trên xuống các bác mới thấy rõ được. Nhưng nói chung là cái này là rất là nhiều bạch đàn, nguyên cả dãy núi bạch đàn luôn. Bây giờ bắt đầu tiến hành nhá. Đang tiến hành này. Bình khói này, bình khói này. Rồi đây các bác nhá. Không, hôm đấy là uống rồi tôi thấy vui. Giới thiệu thêm với các bác, cái này gọi là cái để xách cầu nhá. Mình lấy cầu ra, mình thả vào đây mình xách, nó rất là gọn gàng, nó không có bị rơi, rất là vệ sinh. Đây bắt đầu thực hành này. Đây, mình dùng khói xịt bớt vào để cho ong nó tản ra nhá. Ong này thì mật quá là rực rỡ anh nhỉ, bít lắp hết này. Mật bạch đàn các bác nhé. Mật bạch đàn này thì cực kỳ tuyệt vời rồi, thơm và nó là mật nguyên chất, mật an toàn nhất. Là cái hoa bạch đàn là cái gọi là hoa tự nhiên, không bao giờ phải sợ gì đến cái chuyện bị thuốc men nhé. Và đối với cái mật bạch đàn này thì là phù hợp nhất, tốt nhất với lại các bác mà có bệnh đau dạ dày ấy. Đau dạ dày ấy thì chữa mật ong là đúng bài rồi. Và mật ong bạch đàn thì là đúng nhất nhá. Đây, các bác thấy ong rực rỡ quân kinh khủng luôn. Quay đàn bên kia. Đây đấy là đây. Đàn này đàn 4 cầu. Nói chung là cái đặc trưng của cái mật bạch đàn này ấy, thì là cái lượng mật nó sẽ được ít hơn là lượng mật của hoa vải hoa nhãn nhá. Thùng 4 cầu này thì cũng không đạt được 1 lít đâu, khoảng 0,75 gì đó nhá. Nhưng mà cái đàn này, đàn khai thác này là mật rất là căng ấy. Đó, mật rất là căng các bác nhá. Cực kỳ luôn. Đây đưa vào cái xếp cầu này. Đây các bác nhá. Thế rồi bắt đầu xách ra ngoài kia và tiến hành công tác cắt bít và quay. Cái này thì anh các bác toàn quốc nhé, có nhu cầu về mật bạch đàn, mật đặc sản bạch đàn của đất Bắc Giang, liên hệ shop nhé. Và ngoài ra thì đủ các vật tư phụ kiện của ngành nuôi ong, cung cấp luôn cả ong giống, ong khai thác cho các bác nhé. Đây các bác thấy này, ong chất lượng cực kỳ luôn, quần thế này cơ mà nhé. Bít hết nắp này nhỉ. Bít hết nắp. Đấy, cái này là cả cái giá đỡ này, cái giá để xích cầu ấy. Các bác thấy nó rất là sạch sẽ và an toàn nhá. Đấy. An toàn cho cái cầu của mình đây được chắc chắn. Ở đây nè. Bác này đã
đã quay xong một mẻ của cái ba cầu của thùng này và giờ tiến hành đưa lại ở trong vào thùng lại nhé. Cái bánh mật ở phía trên này các bác quan sát này, bánh mật phía trên mà có cái dấu cắt bít đấy, đó là cái bánh mật mà cắt bít đã quay rồi đấy nhé. Rồi giờ lại tiến hành thả lại vào trong thùng. Đây. Cái này các bác thấy cái giá để cầu rất là hay nhá, sạch sẽ gọn gàng, sạch sẽ gọn gàng. Nằm ở trên cái giá xích này, cái cầu nó được bảo quản rất tốt, không bị rơi, sạch sẽ và lại rất là tiện nhá. Đấy, các bác không muốn làm cái này thì bên shop cũng có cung cấp luôn, nó bằng sắt thôi, rất là đơn giản, nhưng mà các bác là cái sắm sẵn luôn cũng được. Cái này là nó đang mùa hoa nó đấy, mật ong nó không giữ anh nhỉ, ong nó không giữ, đấy là khai thác cái thời điểm là mật nó đang căng. Còn khi mà các bác mà khai thác cái thời điểm mà nó ít mật thì nó rất là giữ đấy, kiểu như là nó mình dành mật của nó đấy, nó giữ đấy. Nên đây là đang cái mùa chính vụ, mật nó rất là căng, ong nó hiền nhé. Ong đây là nó quay một vài vòng là nó hiền hơn. Đây này. Đây đây. Rồi tôi sẽ xách ra ngoài kia để cho các bác thấy cái quá trình quay cắt ngoài này nhé. Ở đây chú ơi. Đây các bác này. Cái này là quay rồi, bỏ sang đây. Đây thùng quay lực ly tâm các bác nhé, thùng quay 4 cầu lực ly tâm. Nói là quay 4 cầu nhưng mà mình quay bao nhiêu cầu cũng được. Đây, cái mẻ vừa rồi là quay 3 cầu. Là tùy theo cái lượng cầu mình đưa vào thôi nhé. Lai lên. Mật bạch đàn. Thơm nhỉ chú nhỉ? Ừ, thơm lắm. Thơm thuốc luôn. Cái mật bạch đàn này thì nó nguyên chất, nó không có bao giờ bị sợ thuốc. Và chia sẻ luôn với các bác là cái mật bạch đàn này là nó rất tốt cho người mà bị bệnh dạ dày. Nói chung là bệnh dạ dày ấy, thì mình dùng mật ong chữa là đúng bài nhất, nhưng mà các bác sử dụng cái mật bạch đàn ấy thì là lại là ok hơn nữa nhé, người dân luôn. Thằng ba đâu? Thơm cực kỳ luôn. Đấy. Đây là cắt bít nắp này các bác này. Đấy, cắt bít nắp này. Mặt căng nha chú nhá. Căng nét luôn. Các bác cần dao bít nắp là bên shop có nhá, cần phụ kiện nuôi ong. Rồi các bác nào mà cần mật nguyên chất nhất của mùa hoa bạch đàn cứ liên hệ nhá. Đấy, hôm nay là khai thác ong tại xã Minh Đức của huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang nhá. Hoa bạch đàn. Các anh em chú cháu chúng tôi là rất là nhộn nhịp, tập trung lại là gần chục người khai thác nhé. Rồi các bác cần gì có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại tôi sẽ gắn lại trên màn hình nhé, trên màn hình. Cần tư vấn về kỹ thuật nuôi ong, cần vật tư ngành ong, cần mật ong, nói chung là tất cả mọi thứ về ong, về con ong nội các bác nhé, tất cả mọi thứ về ong nội. Tất cả mọi thứ ong nội luôn. Vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Đây có cái này xách cầu rất là tiện. Cái đặc trưng của mạch bạch đàn này thì nó không được căng, không được đẫy như cái mặt nhãn, mặt vải. Một thùng thì nó không đạt được 1 lít đâu, chỉ khoảng 0,75 thì đó thôi nhé. Hôm nay là cái mát trời. Đây các bạn thấy nhá. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi nhiều những cái clip hay về ngành ong và kỹ thuật nuôi ong, về mật ong. Cùng lao.